Đây cái bếp thắng thương này đã khô nè bạn ha, khô hoàn toàn nè, chăm luôn nha. Những trái kế bên là đang chín tốt rồi, thấy không? Đang chín mà không ảnh hưởng gì hết chất lượng hết nó. Thế nào, thối này bà con thấy rõ không? Hai trái thối thì đa phần hai cái trái thối này trên mặt trên này đa phần nó xuất phát từ cái bếp tém sữa đâm nắng như thế này. Sau khi một thời gian mà em hạnh xịt nó khô hoặc là nó sẽ bị nấm thắng thương tấn công vô. Và như hai cái trái này hiện tại bây giờ là con thấy không, bên xanh một bên là nó sáng tươi bà con thấy không, thì vì thắng thương là đã hiệu quả đó bà con ha. Xử lý thắng thư đang hiệu quả như trái này đây đó, thì cái bếp bà con thấy không, nó khô hoàn toàn 100% nha bà con ha. Và đặc biệt hơn thì những trái kế bên hoàn toàn an toàn. Nhưng mà cái bếp thắng thư này nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ đếm sữa đếm nắng, cái vỏ nó mỏng rồi bắt đầu là cái tế bào nấm nó sẽ tấn công vô rất là dễ dàng. Nhưng mà nó bị hiện tượng đếm sữa đếm nắng này nó bị do bà con biết không, do thời điểm mưa liên tục mà đặc biệt là đất ở miền Tây là đất sét nên nó giữ trữ nước rất là dữ, mà cái trái chúng ta nó sẽ ôm nước sau đó nắng lại là nó sẽ bị đếm nắng như thế này, đếm nắng đếm sữa như thế này. Và từ đây tới em Hạnh cứ tăng cường cái thành phần amnokali lên, tăng dần nhẹ lên á. Và thứ hai nữa là tăng cái lượng mà giữ cái lượng mà cái bộ mà thắng thư á vẫn giữ đúng một số bộ thắng thư. Ở đây em Hạnh luân phiên 1-2 dòng thuốc để đảm bảo là cái đám ớt của mình là ăn trọn vẹn của một này.